Sau cuộc chiến ở Afghanistan năm 1881, bác sĩ Watson trở về quê hương với một linh hồn đầy ám ảnh và tang thương. Ông định tìm đến miền Tây Thiên Cực Lạc để giải thoát cho những nỗi đau này. Nhưng nơi mà ông tính quy sinh lại chính là khu vườn của Sherlock Holmes. Gã mà nhảy xuống thì quả bí khổng lồ này chắc chỉ còn lại đúng cái lịt. Vì vậy Holmes liền gợi ý 1001 cách chết cho kẻ lạ mặt. Anh có thể nhảy qua nhà thằng khác hoặc dùng súng cũng được mà. Còn nếu cảm thấy chưa đủ chất thì ăn bả chó để thấu hiểu nỗi đau của chúng. Watson không nghe rõ, tưởng rằng có người đang khuyên mình hãy tiếp tục sống nên rất cảm kích. Ai ngờ cuối cùng vẫn bị trượt chân đáp thẳng xuống quả bí khổng lồ của Holmes, và thế là mối nhân duyên của họ cũng bắt đầu từ đây. Lão bác sĩ buồn đời Watson kết hợp cùng gã thám tử tay mơ Sherlock Holmes trở thành cặp bài trùng đi tới đâu phá án tới đó, nhưng mà là phá đúng theo nghĩa đen. Sau bao ngày lăn lộn trốn ao hồ thì họ cũng tìm được kẻ thù truyền kiếp là giáo sư đầu nhiều tóc James Moriarty. Hôm nay chính là ngày hắn ta được kính thưa hội đồng xét xử. Moriarty bị tòa án kết tội giết người cấp độ 1 nhưng các nhân chứng đều đã hẹo hết rồi nên tội danh không được thành lập, đồng nghĩa với việc hắn sẽ được thả tự do. Trước phán quyết của tòa, gã giáo sư nở nụ cười man rợ rồi quay sang cà khịa thanh tra Lestrade rằng ông nên bảo vệ các nhân chứng tốt hơn. Vị thanh tra giận bảy sắc cầu vồng khẳng định rằng Holmes sẽ mang được bằng chứng kết tội gã đến đây trước 12 giờ trưa, thời điểm mà tên sát nhân này được phóng thích. Trái ngược với sự căng thẳng và trông ngóng của mọi người thì nam chính lại đang diễn tập cho màn chào sân của mình tại tòa án. Mặc kệ Watson cảnh báo chỉ còn 16 phút nữa trước khi phiên tòa kết thúc, anh ta vẫn còn loay hoay chọn mũ để đội sao cho ấn tượng nhất trong mắt mọi người. Lúc này cô quản gia mang vào một chiếc hộp với lời nhắn mở ra xem trước khi đến tòa. Watson chỉ thấy một chiếc hộp rỗng nhưng con muỗi bay ra cùng tiếng vo ve của nó khiến Holmes cảnh giác. Anh ra hiệu cho Watson đóng cửa sổ lại vì nghi ngờ gã giáo sư muốn trừ khử bọn họ bằng loài côn trùng mang dịch bệnh đến từ châu Phi này. Mặc dù bán tín bán nghi nhưng Watson vẫn làm theo răm rắp, cả hai tìm mọi cách giết chết con muỗi, thậm chí phang nhau chảy cả máu nhưng vẫn không thành. Con muỗi đậu lên lồng kính của tổ ong sát thủ khi chỉ còn 7 phút nữa là đến thời gian phóng thích kẻ sát nhân. Bây giờ Holmes vẫn đang tính toán làm sao để giết được con muỗi với lực vừa đủ và chính xác mà không làm vỡ lồng kính. Cuối cùng anh cũng thành công giết chết được nó, nhưng lúc cả hai định quay đi thì tiếng kính vỡ bất ngờ vang lên. Thôi ăn lồng rồi, trong khi bọn họ phải vật lộn với 7 ong sát thủ thì cả phiên tòa bên này vẫn đang nóng lòng chờ đợi. Ngay lúc thẩm phán sắp gõ búa kết thúc buổi xét xử thì Watson xông vào giới thiệu màn xuất hiện đầy hoành tráng của thám tử vĩ đại nhất thế giới Sherlock Holmes. Nam chính tuyên bố mình là nhân chứng sống sót duy nhất trước tòa. Anh không quên cả khịa năng lực của ngài thanh tra, đồng thời bắt đầu thuật lại quá trình điều tra vụ án tại hiện trường. Vài ngày hôm trước tôi cùng với bác sĩ Watson đã lấy được rất nhiều dấu vân tay của hung thủ. Tuy nhiên gã giáo sư là một kẻ vô cùng quỷ quyệt, xưa nay chưa bao giờ để lại bất kỳ manh mối nào. Cho nên Holmes tuyên bố người đàn ông đang đứng trước vành móng ngựa kia vô tội, bởi vì hắn ta không phải là giáo sư Moriarty mà chỉ là kẻ mạo danh để nhận tội thay. Nghe xong ngài thanh tra sốc toàn tập, nếu ta hắn không phải hung thủ thì tại sao lại nhận tội để đối mặt với hình phạt treo cổ? Holmes bình tĩnh nói rằng đó là vì tiền và hắn cũng chẳng thể sống được bao lâu nữa, gương mặt nhợt nhạt còn tay thì run. Đây là biểu hiện của việc bắt con sóc bỏ vào lọ quá sức dẫn đến mắc trọng bệnh vô phương cứu chữa. Cuối cùng thẩm phán tuyên bố phóng thích cho gã đàn ông kia trước sự bất lực của ngài thanh tra. Mọi người tung hô Holmes vì anh đã lập thêm một chiến công nữa. Thanh tra Lestrade tức giận tiến tới chất vấn siêu thám tử nhưng chúa báo vẫn một mực khẳng định Moriarty thật sự đã trốn đến mẽo từ lâu rồi. Sau phiên tòa, Holmes bắt đầu phiền muộn đập phá mọi thứ chỉ vì đối thủ truyền kiếp của mình đã đi mất. Điều này khiến cuộc đời của anh trở nên nhàm chán, không còn thách thức gì nữa. Đang tính làm tí lá đu đủ sấy khô để lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu. Thế là nam chính bắt đầu hú hét gọi người làm đi mua cho mình. Gào khản cả cổ, cuối cùng cô quản gia mới chịu chui từ phòng ngủ của Watson ra, theo sau còn có một người đàn ông lạ mặt. Hóa ra vì lương không đủ mua iPhone 15 Pro Max nên cô đành phải kinh doanh bán thêm ít trái cây và hải sản nhà trồng được. Vừa đuổi họ đi thì từ đâu xuất hiện một bức mật thư, bằng kỹ năng của mình anh biết nó là do nữ hoàng gửi tới vì trong nước bọt có quá nhiều protein. Sau khi có mặt ở cung điện, Watson không kiềm chế được lòng ái mộ của mình nên cứ liên tục cầm tay nữ hoàng. Đến mức thị vệ phải nhắc nhở bỏ tay ra, bạn ơi không thành dương quá giờ, thì ông bác sĩ mới chịu buông. Lúc này nữ hoàng làm ra vẻ nghiêm trọng về một mối nguy hiểm cận kề và yêu cầu hai người đi theo bà. Thật bất ngờ đó lại là một buổi tiệc sinh nhật được tổ chức cho Holmes, nhưng anh không ngạc nhiên vì đã đoán ra mọi chuyện từ trước. Vào hôm thứ ba, Watson đã về nhà muộn 7 phút với mùi bột giấy cùng vụn bánh trên mép. Thậm chí anh còn đoán được ông ấy đã mua một chai sâm panh thượng hạng hàng Trung Quốc loại 1. Lát sau, Holmes cùng bác sĩ nỗ lực để cắt chiếc bánh hình kính lúp vừa được đẩy ra nhưng nó cứng một cách kỳ lạ. Watson phải dùng kiếm của lính canh để cắt. Bất ngờ một thi thể rơi ra kèm theo một lá thư từ giáo sư Moriarty. Lão già điên cho Holmes 4 ngày để ngăn cản gã ta giết nữ hoàng và phá hủy kỳ quan vĩ đại nhất của London. Ngài thanh tra ngay lập tức nhận ra thi thể đó chính là Jimmy, một nhân chứng đã biến mất trong vụ án buộc tội tên giáo sư sát nhân.
Chính lời khai của nhân chứng này khiến gã giáo sư bị bắt và hắn thề sẽ giết chết Jimmy bằng củ khoai của mình. Do tính chất vụ án cực kỳ nghiêm trọng động tới cả kỳ quan nước Anh nên nữ hoàng ra lệnh phải tiến hành phá án ngay lập tức. Holmes cùng bác sĩ Watson liền tới nhà xác để khám nghiệm tử thi. Biết nam chính sẽ bị buồn nôn khi nhìn thấy xác chết nên Watson đã chuẩn bị thùng rác cho Holmes. Tôi đường đường là một thám tử giỏi nhất thế giới thì làm sao mà sợ mấy cái chuyện đó được. Ai ngờ vừa mới gáy xong thì một cái xác tình cờ được khiêng qua khiến anh chàng ngay lập tức nôn xối xả. Lúc này có hai người đẹp tiến vào trong và bị bác sĩ nhận nhầm họ là người dọn dẹp vệ sinh. Siêu thám báo khẳng định gái xinh ắt hẳn là gia quyến của một trong những cái xác ở đây nên đến để nhận người thân. Nghe xong, người phụ nữ tự giới thiệu mình là bác sĩ Gray Hart đến từ Boston, còn đây là trợ lý của tôi tên Millicent. Ngay lúc đó, ánh mắt của thám tử và cô trợ lý xinh đẹp vô tình chạm vào nhau. Watson ra hiệu cho nữ bác sĩ cùng vào phòng khám nghiệm xác chết. Còn Holmes vẫn không thể ngừng buồn nôn nên Gray đã để cô trợ lý ở lại bầu bạn cùng anh. Trên đường đến phòng khám nghiệm, nữ bác sĩ nói với Watson rằng Millicent là chủ đề nghiên cứu của mình. Cô ấy mặc dù trong hình hài người lớn nhưng năng lực nhận thức thì giống như một đứa trẻ 4 tuổi. Bởi vì trước đây Millicent được nuôi lớn bởi mèo hoang, nữ bác sĩ hy vọng mình có thể tìm ra phương thuốc giúp trợ lý sớm trở thành người bình thường. Gray hỏi Watson rằng liệu ông có muốn trở thành cộng sự của Holmes với một vai trò mới chứ không phải phụ tá như trước đây. Nam bác sĩ không nói gì nhưng hình như ông đang suy tính điều gì đó. Lúc này họ bật nhạc và bắt đầu chuẩn bị các dụng cụ giải phẫu cần thiết. Trong không khí lãng mạn này họ dần dần có tình cảm với nhau. Bên ngoài, ngài thanh tra cũng vừa đến nhà xác. Watson cùng nữ bác sĩ thông báo nguyên nhân cái chết không rõ ràng nhưng cách gây án này chắc chắn là của gã giáo sư. Trên đường về nhà, Watson đề cập đến vấn đề trở thành cộng sự. Kết quả bị Holmes từ chối với lý do không phải ai cũng có thể làm thám tử. Thế là bác sĩ đề nghị cả hai chơi cờ vua. Nếu thắng, ông sẽ trở thành cộng sự của Holmes. Nhưng còn chưa kịp chơi thì Watson đã bị nam chính bắt bài hết tất cả nước đi. Ngoài làm thám tử ra, tôi còn là kỳ thủ hàng đầu thế giới nữa đấy. Đêm hôm đó, hai người mơ những giấc mơ khác nhau. Watson mơ thấy bản thân đang chơi cờ cùng nữ bác sĩ. Còn Holmes thì ao ước có một túp lều tranh cùng rất nhiều quả tim vàng với nữ trợ lý Millicent. Tuy nhiên, việc trở thành cộng sự của Holmes vẫn ám ảnh Watson khiến ông tỉnh giấc giữa đêm. Hôm sau, nam chính nói với Watson về việc nghi ngờ nguyên nhân cái chết của thi thể trong bánh kem là do mực từ hình xăm. Vì vậy, anh muốn mượn nam bác sĩ để thử nghiệm suy đoán của mình. Thế là Watson uống tách trà có độc do cô quản gia chuẩn bị trong khi nam chính quan sát các triệu chứng cùng biểu hiện trên người. Quả nhiên giả thuyết của Holmes hoàn toàn chính xác, anh cho Watson uống thuốc giải độc trên đường đến chỗ của tay họa sĩ cụt tay hành nghề thợ xăm. Phố Dorset là con phố bẩn thỉu hôi hám của những gã đàn ông thích đi cảnh và những cô gái muốn lấy lỗ làm lời. Nơi này không hoan nghênh người lạ nên để tránh bị chú ý thì họ phải ẩn mình thành người khác. Holmes chọn cách dán bộ lông mồm giống lão sếp của tôi nhưng trông cũng chả khác là bao, còn Watson tội nghiệp thì bị xé quần áo và bôi phân ngựa lên người để giả thành một ông lão nghèo khó. Cả hai đến quán rượu để tìm tên sát nhân một tay, tuy nhiên lỡ vui quá trớn nên quên mất cả mục đích của mình. Họ uống hết mấy két bia rồi nhảy múa ca hát, thậm chí còn chơi ngu nhắn tin đòi gạ kèo giao cấu mẫu thân mấy em nữ bác sĩ. Đến khi trời tờ mờ sáng, hai người họ mới nhận ra mục đích tới đây của mình là gì, nhưng tìm hết nửa ngày trời vẫn chẳng thấy gã cụt tay nào cả. Ngay khi họ quyết định bỏ cuộc thì đột nhiên nhìn thấy hai thanh niên xăm trổ đi qua nên quyết định bám theo vào một phòng tập quyền Anh. Cả hai đang thắc mắc liệu một kẻ cụt tay có thật sự ở nơi như thế này không thì lão ta xuất hiện cùng cánh tay giả thay thế. Lão ta nhận ra Holmes ngay lập tức, còn anh thì không hề kiêng nể buộc tội gã đã giết nhân chứng rồi giấu trong bánh kem. Tuy nhiên, không khí căng thẳng bị phá vỡ bởi Watson và tay thợ xăm đang tranh công xem ai mới là người đã làm chiếc bánh kem. Lúc này, giáo sư Moriarty xuất hiện hả hê với cái bẫy mà hắn đã chuẩn bị để dụ Holmes vào trong. Thám tử tuyên bố sẽ bắt cả hai tên sát nhân này, nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, họ phải chiến thắng trên sàn đấu quyền Anh thì mới được rời đi. Bác sĩ tưởng rằng ông sẽ đấu với tên sát nhân cụt tay nên tỏ ra rất hào hứng, bạn đòi đánh một người tàn tật như mình mà coi được à. Hãy lên võ đài và thi đấu công bằng với thanh niên mồm lông kia kìa, thôi kiếp này coi như bỏ thật rồi. Trong tiếng hò hét cuồng nhiệt của đám đông xung quanh và sự động viên tâm lý của nam chính, Watson cuối cùng cũng lấy hết dũng khí lao thẳng vào đối thủ nhưng gã quá mạnh. Chỉ một cái phẩy tay đã ném vị bác sĩ ra khỏi sàn đấu và người thượng đài kế tiếp sẽ là Holmes. Biết mình không phải đối thủ của gã xăm trổ này nên anh tính sẵn trong đầu các bước một cách khoa học để hạ gục hắn, nhưng thực tế cho thấy không phải lúc nào lý thuyết cũng đúng. Holmes thất bại ngay từ bước đầu tiên khi cố tình đánh lạc hướng hắn. Trong lúc còn chưa biết phải mua hòm ở đâu cho rẻ thì Watson đã nhanh trí cầm một cái ghế phang liên tiếp khiến gã to con ngã lăn ra đất. Lúc này Holmes tra hỏi tên sát nhân cụt tay về âm mưu giết nữ hoàng của Moriarty nhưng hắn đã bị giáo sư đâm sau lưng chết ngay tại chỗ. Watson vội rút con dao trên lưng gã thợ xăm rồi phóng thẳng về phía tên sát nhân đang định bỏ chạy, nhưng hắn ta vẫn không phải là giáo sư Moriarty. Lúc này kẻ đóng thế thừa nhận hắn làm mọi việc theo chỉ đạo của người khác và lấy ra một cục than với lời nhắn cần đưa nó đến Newcastle.
Holmes mang cục than về nhà để nghiên cứu nhưng hình bóng của cô trợ lý khiến bản thân không thể tập trung được. Anh đem chuyện này kể với Watson và tin rằng mình đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo gì đó. Bác sĩ liền tiết lộ đó là tình yêu, một loại bệnh vô phương cứu chữa làm con người trở nên ngây dại. Ông khuyên nam chính hãy thật tỉnh táo nhưng Holmes lại cho rằng anh là người của công lý nên không thể nào rơi vào thứ tình cảm tầm thường ấy được. Đúng lúc này vị thám báo chợt nhận ra điều gì đó. Anh khẳng định nữ bác sĩ Gray đang làm việc cho giáo sư Moriarty nên họ cần phải tiếp cận ả để kiếm thêm manh mối. Đột nhiên cô quản gia lại bước ra từ phòng của Watson, nhưng lần này có tới tận hai người đàn ông theo sau khiến cả hai chỉ còn biết bất lực đứng nhìn. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa truyền vào, nữ hoàng Anh đích thân đến nhà họ vì lo lắng cho sự an nguy của bản thân bởi còn hai ngày nữa là hết thời hạn mà tên sát nhân đưa ra. Trong lúc Holmes đang trình bày về manh mối cục than và hai nữ bác sĩ người mẽo thì Watson lại mang một chiếc máy ảnh vào đòi tự sướng với nữ hoàng. Nhưng do không cẩn thận, ông đã để máy ảnh đụng trúng mặt nữ hoàng khiến bà ngã đập đầu vào bàn bất tỉnh nhân sự. Tưởng rằng bà ấy đã cỏ mọc xanh mộ rồi nên bọn họ cuống quýt tìm cách tiêu hủy nạn nhân. Đúng lúc cả hai định cưa ra rồi nhét vào thùng xốp để phi tang thì thị vệ bất ngờ xông vào. Cũng may nữ hoàng vừa tỉnh lại, không thì chuẩn bị dựa cột rồi. Bà căn dặn họ mau chóng tìm ra tên sát nhân trước khi thời hạn kết thúc. Thế là cả hai liền mò đến triển lãm để ra sức cưa cẩm hai cô em người mẽo kia. Lúc này Holmes nghĩ ra một cách để kiểm tra xem Gray có đúng là bác sĩ thật không. Nam chính cố tình đánh ngất Watson rồi nhờ cô ta giúp đỡ nhưng vẫn không tìm được sơ hở. Tối đó hai người đến gặp anh trai của Holmes, giống như nam chính thì người anh trai cũng là một kẻ khá lập dị. Cả hai dùng thiên lý truyền âm giao tiếp với nhau khiến ai nhìn vào cũng tưởng họ bị tâm thần phân liệt. Watson sốt ruột ngồi đợi nên liên tục chen ngang vào, thế là người anh ra hiệu cho phục vụ dẫn Watson đến căn phòng dành cho khách, cơ mà trong này cũng có rất nhiều người phải xếp hàng chờ đợi. Anh trai của Holmes ẩn ý rằng kẻ sát nhân không quá thông minh, hắn chắc chắn là người rất gần gũi với nam chính nên mới có thể nắm rõ mọi hành tung của anh như vậy. Trở về London, Holmes tuyên bố Watson là hung thủ và yêu cầu ngài thanh tra bắt giữ bác sĩ ngay lập tức. Mọi người đều sửng sốt vì đó là cộng sự của anh và ngay cả Watson cũng không thể giữ nổi bình tĩnh. Ông ném kính lúp cùng bình nước tiểu của Holmes xuống đất trong sự giận dữ rồi bị lôi đi. Ngay cả nữ bác sĩ và trợ lý của cô ấy cũng không thể chấp nhận lời buộc tội vô căn cứ của Holmes rồi rời đi. Tin tức Watson là kẻ sát nhân còn Holmes là người có công vạch trần vụ án đã tràn lan trên khắp các mặt báo. Kể từ đó, nam chính luôn phải dằn vặt bản thân vì đã trực tiếp đẩy người bạn thân vào vòng lao lý. Thế là anh quyết định đi giải cứu Watson. Tại nhà tù, bác sĩ đang xem cảnh kết án rồi tưởng tượng đến tương lai đen như tiền đồ chị dậu của mình. Đúng lúc này, tên sát nhân thực sự đã mang đến cho ông một cái bánh kem. Nhưng khi Holmes chạy đến phòng giam thì không thấy ai ở đó cả. Anh cẩn thận thu thập vụn bánh kem trên đĩa rồi nhận ra Watson đã rất thông minh khi để lại manh mối. Lúc này, nam chính mới thừa nhận ông ấy đã đủ tầm để làm trợ lý của mình. Thì ra Watson đã bị con gái của giáo sư Moriarty bắt đi, đó chính là nữ quản gia chuyên hành nghề bán trái cây và hải sản. Nam chính nhanh chóng đi tìm những đứa trẻ bán báo rồi khẩn thiết nhờ chúng giúp đỡ. Trên đường đến bến tàu, anh giải thích cho lũ trẻ lý do tại sao mình đoán được quản gia là hung thủ, cô ta sẽ thực hiện kế hoạch sát hại nữ hoàng trên con tàu Titanic kỳ quan vĩ đại của London. Holmes nhờ lũ trẻ bán báo ngăn cản đám tay sai của ả ta ở ngoài cùng với sự trợ giúp của hai cô gái người mẽo, còn bản thân anh thì lẻn lên tàu đi tìm Watson. Lúc này bác sĩ sắp bị nữ quản gia biến thành món thịt xay, cô ta cũng tiết lộ rằng con tàu này sẽ bị nổ tung sau 10 phút nữa. Khi ấy nữ hoàng cùng tất cả mọi người sẽ vĩnh viễn chôn vùi dưới đáy biển, nhưng ngay sau khi ả rời đi thì Holmes liền xuất hiện giải cứu thành công Watson. Mục đích của ả sát nhân là muốn có được tình thương cùng sự công nhận của cha. Còn việc giết Holmes là để anh không thể cứu được nữ hoàng và trở thành thám tử tồi tệ nhất trong lịch sử, như vậy gã giáo sư sẽ nghiễm nhiên trở thành huyền thoại. Chỉ còn một phút nữa quả bom sẽ phát nổ nhưng cả Holmes và Watson vẫn chưa tìm thấy nó. Ngay lúc này anh bác sĩ phát hiện chiếc trống chỉ được dùng trong lễ diễu hành kỵ binh lại xuất hiện ở đây. Biết chắc đây là nơi chứa quả bom nên thám tử ngay lập tức sắp xếp trong đầu một kế hoạch giải cứu. Tuy nhiên anh luôn bị cô trợ lý Millicent làm phân tâm ngay cả trong suy nghĩ. Đột nhiên bác sĩ Watson xuất hiện trong trí não để thức tỉnh nam chính nhưng Holmes đã bị cảm xúc chi phối quá nhiều. Anh yêu cầu ông ấy thực hiện vai trò thám tử thay mình. Nhưng có vẻ đầu óc của vị bác sĩ này không được nhạy bén bằng nam chính, chẳng còn nhiều thời gian nên Holmes phải trực tiếp hành động. Watson lao đến chiếc trống lấy quả bom bên trong ra rồi ném qua cửa sổ. Thật trùng hợp là nó lại rơi đúng vào chiếc thuyền nhỏ của ả quản gia cùng đồng bọn, kết quả cả đám sát nhân bị nổ tan tành xác pháo. Lúc này cả tàu đều vỗ tay khen ngợi chiến công của Holmes, tuy nhiên lần này nam chính yêu cầu mọi người ghi nhận cả những đóng góp của Watson. Bởi vì nếu không có ông ấy thì anh đã không thể thành công phá được vụ án. Cuối cùng họ đã cứu được nữ hoàng. Đây cũng là lúc bác sĩ Gray và cô trợ lý chia tay với hai chàng trai để lên tàu trở về mẽo. Họ thú nhận tình cảm với đối phương rồi bón cháo lưỡi cho nhau ăn.
Watson tặng Holmes chiếc mũ thám tử gắn liền với hình ảnh của anh sau này, còn nam chính thì thăng cấp Watson lên làm trợ lý. Kể từ đó, hai người đã cùng nhau phá được rất nhiều vụ án khó. Họ cũng tìm thấy gã giáo sư Moriarty ở bên Mẽo, còn kết cục của hắn sau đó như thế nào thì không ai biết được, bởi vì bộ phim đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà!